Chiều hôm qua tại trường học dạy STEM Đà Lạt đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực cho tập đoàn Thành Thành Công và các đối tác chiến lược. Theo đó, trường học dạy STEM Đà Lạt ký kết thỏa thuận hợp tác cùng 4 công ty thuộc tập đoàn Thành Thành Công, bao gồm công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, công ty cổ phần Điện Gia Lai, công ty cổ phần Đường Biên Hòa và công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và một số doanh nghiệp khác. Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp cam kết sẽ tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên qua chương trình đào tạo của doanh nghiệp, cử các chuyên gia quản lý tư vấn xây dựng chương trình học và trực tiếp giảng dạy một số chuyên đề liên quan, tạo điều kiện cho sinh viên học và thực hành tại nhà máy, phòng thí nghiệm, thực nghiệm công trường để giúp cho sinh viên định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Những thỏa thuận hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để trường đại học STEM Đà Lạt thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ chuyên môn, vừa có kiến thức thực tế đáp ứng được yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay. Được biết, trường đại học STEM Đà Lạt trở thành thành viên của công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công thuộc tập đoàn Thành Thành Công từ tháng 8 năm 2016. Hiện tập đoàn Thành Thành Công hoạt động đa lĩnh vực ngành nghề với quy mô gồm một công ty hạt nhân, 26 công ty thành viên liên kết và hơn 150 đơn vị trực thuộc. Hưởng ứng chiến dịch Những Giọt Máu Hồng năm 2017, đồng thời góp phần tôn vinh truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng nhiệt huyết sẵn lòng sẻ chia của tuổi trẻ trường Đọc Dạy STEM Đà Lạt vì cuộc sống cộng đồng. Sáng ngày 13 tháng 5, trường Đọc Dạy STEM Đà Lạt phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 với sự tham gia của gần 300 cán bộ và sinh viên của nhà trường. Kết thúc đợt hiến máu tình nguyện đã thu nhận được gần 200 đơn vị máu phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ trường Đọc Dạy STEM Đà Lạt từ nhiều năm nay.